Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Nói Thẳng Funny. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về một chủ đề mà rất nhiều comment bình luận ở trên trang Nói Thẳng Funny thì có để lại. Đấy là liệu thời gian vừa rồi và có thể là sắp tới thì cái lan đột biến nó có phải là một chiêu trò của đa cấp không? Và nó có phải là hình thức rửa tiền không? Thì thực ra câu hỏi này thì tôi nghĩ rằng mọi người đều có quyền để nghi ngại, và chúng ta mọi người đều có quyền để nghi ngờ, bởi vì mọi chuyện đều có thể. Còn dưới góc nhìn của Nói Thẳng Funny thì chúng tôi có thể chia sẻ ngắn gọn nó như thế này thôi. Một là nếu như các bạn đặt một câu hỏi nghi ngại là liệu nó có phải rửa tiền hay không, thì điều này cũng có thể xảy ra các bạn ạ. Trừ khi nếu mà đảng, nhà nước và các cơ quan công an họ vào cuộc, thì tôi nghĩ rằng họ sẽ kết hợp và họ sẽ truy vết được là dòng tiền đó có phải là rửa hay không. Bởi vì nó rất đơn giản thôi, là khi tất cả những cái giao dịch mà bằng tiền mặt diễn ra thì họ đều có những cái sổ sách lưu lại ở ngân hàng, cũng như đều lại có những cái bút tích. Vậy thì khi công an hay các cơ quan điều tra họ sờ vào thì bắt buộc là người đó phải chứng minh được cái dòng tiền đó là dòng tiền sạch. Còn nếu mà không thì tôi nghĩ rằng là cũng căng thẳng đấy các bạn ạ, bởi vì đấy là rửa tiền thật sự. Và từ cái hệ quả rửa tiền đó, nó tạo ra rất nhiều các mối nguy hiểm cho người dân, cũng như là nó tạo ra rất nhiều các cái sự mất mát, đau thương, cũng như sự buồn chán cho chính những người kinh doanh, cho chính những người yêu cái hoa lan. Thì đấy là cái việc đầu tiên. Đấy là về việc mà mọi người hoàn toàn thế. Còn về việc nó có phải đa cấp hay không thì tôi nghĩ cái việc này nó cũng khó có thể nó xảy ra được các bạn ạ. Bởi vì bản chất của đa cấp là việc mà một người giới thiệu cho người này, cho người này giới thiệu cho người kia vào để họ ăn chênh được cái phần trăm hoa hồng. Mà với cái việc mà cái giá trị của cây lan như vậy cộng với giá trị họ mua bán ngay như thế, thì tôi nghĩ rằng cái xảy ra cái đa cấp thì tôi nghĩ rằng cái khả năng đấy nó cũng có thể thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ ít hơn là cái việc mà các bạn là cái việc mà các bạn có quyền nghi ngại là nó có rửa tiền hay không. Thì tôi hướng theo cái phương án là nó có rửa tiền hay không thì nhiều hơn so với cái đa cấp. Còn về cái việc mà một vấn đề nữa, thì đây là quan điểm cá nhân của tôi có thể đặt ra một cái vấn đề nữa, đấy là gì? Đấy là cái việc mà đấy là việc mà tạo sóng, rồi việc mà cái đạo đức ở trong này của bản thân những người kinh doanh đó, tôi nghĩ là họ không có. Thực ra là cũng không thể được quy chụp hết tất cả được, bởi vì tại sao? Ngón tay còn có ngón dài còn ngắn, không ai hoàn thiện cả. Nhưng tôi đang muốn là phân tích về một cái góc khuất của nó, tức là với những cái người mà họ có những ý đồ xấu ở trong việc kinh doanh lan này, và cái ý đồ xấu đó thì nó sẽ kéo theo ra rất nhiều người hay lầm tưởng đó là một miếng mồi ngon. Và mọi người đừng nghĩ rằng kiếm tiền nó dễ. Kiếm tiền không hề dễ đâu các bạn ạ. Để kiếm một đồng tiền không hề dễ. Và lan thì họ hay có một câu nói mà tôi thấy nó rất là buồn cười, đấy là cứ chăm ghi giỏi rồi làm ghi đạt là bán được hàng, mà trong khi đó là chả biết, là nói thật là các bạn chả biết bán cho ai. Người tiêu dùng cuối cùng không chấp nhận thì bán cho ai? Bán cho các nhà vườn với nhau à? Thì bản thân họ tự lừa nhau thôi. Thì đấy là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng nó là cái bản chất của việc đó.